Út đang chiên gà cả nhà. Đây là miếng thơ ức gà. Ức gà Út chiên muối tiêu cả nhà. Ức tiêu với muối, bột ngọt, bột nêm thì mình sẽ đem đi chiên thôi à. Đơn giản lắm cả nhà. Bây giờ gà cũng gần xong rồi cả nhà ha. Hôm nay Út sẽ nấu món gà cay của người Mã Lai nha cả nhà. Thì Út sẽ để phần tỏi và hành tím nhờ phi thơm. Và Út sẽ để ớt bột vào lên nha. Thì mình ăn cay thì mình sẽ để nhiều nha cả nhà. Nhưng người Mã Lai người ta nấu ăn thì cũng rất là cay luôn á cả nhà. Đa phần người ta nấu thì sẽ nấu ớt bột cay như vậy nè cả nhà. Người Mã Lai và người Ấn Độ thì người ta ăn Út thấy toàn là thịt bò, thịt gà, thịt dê, tất cả đều là nấu ca ghi hoặc là ca ghi hoặc là nấu ớt bột như vậy đó cả nhà. Chứ Út không có thấy người nào mà ăn ít lắm cả nhà, ít người nào mà ăn mà không có ca ghi hết trơn á. Còn cái phần thịt gà này là phần ức gà nha cả nhà. Phần này không có xương nha, Út mua hoàn toàn không có xương. Bây giờ mình sẽ xào đều lên nha. Thì Út đã ướp vào đây đường và tương ớt nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ chế nước vào luôn. Phần thịt gà mình nấu nó sệt lại là được á nha cả nhà. Thì mình chừa lại một chút xíu nước sốt vậy đó. Vậy là xong rồi đó cả nhà. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà đã quay lại với kênh Út Top 10 và Cuộc Sống Mã Lai nha cả nhà. Thì hôm nay Út lại tiếp tục nấu ăn nữa cả nhà. Không biết khi nào mới đi ra ngoài quay video cho cả nhà mình cùng xem. Thì hôm nay cả nhà thấy Út có cái gì khác khác không cả nhà? Đây là cái cài mà Út mới mua ngày hôm qua cả nhà biết sao không? Cả nhà hôm qua Út lên livestream của chị Cam TV á, thì cũng là chị Cam TV Cuộc Sống Mã Lai. Chị nói là chị livestream mà chị thay đổi cái nơi mà chị lay á cả nhà, cho nó khác khác cho cả nhà có cái gì lạ lạ để mới coi đó. Thì Út hôm nay Út đi mua cái cài này, Út cài là cưa sừng làm nhé đó cả nhà, nhìn cũng được. Út hôm nay nấu là cơm của người Mã Lai, gà xào ớt bột nha cả nhà. Gà chiên tiêu, còn cái này là khô. Cả nhà nhìn nè, rất là ngon không nha. Miếng gà này Út chiên tiêu nha cả nhà, Út muối tiêu, bột nêm với một chút xíu bột ngọt Út chiên. Còn cái ớt đó là ớt xào gà đó cả nhà. Thì chanh thì Út chưng cho đẹp thôi à. Thì bây giờ Út mời cả nhà mình cùng ăn với ớt nha. Thì người Mã Lai người ta sẽ lấy tay người ta bóc cơm người ta ăn đó cả nhà. Nhưng mà cái tay của Út hôm nay đó, nó bị đau rồi cả nhà, nó tróc miếng da trong này nên nó không có thể bóc được, nó gác lắm. Cho nên Út sẽ ăn bằng muỗng nha cả nhà. Thì người Mã Lai Út thấy người ta ăn thì đa phần người ta sẽ lấy tay người ta bóc vô người ta ăn á cả nhà. Đây là Út nấu món gà của người Mã Lai nha cả nhà. Thường thì Út thấy người ta ăn như vậy nè. Đó. Chả vô luôn. Ngon quá cả nhà ơi. Nhìn thấy ngon. Ngon lắm. Út ngại, Út đem cho cả nhà mình xem nha. Đây, cả nhà nhìn nè. Đây là món cơm của người Mã Lai, là thường người ta sẽ nấu gà, dê, bò, tất cả đều phải có ca ghi, phải có ớt bột nấu như vậy đó cả nhà. Thường là như vậy đó cả nhà. Út mời cả nhà nha. Bây giờ Út sẽ ăn thử một miếng. Út sẽ ăn thử một miếng gà nha.
vừa ăn luôn đó nha. Mình xào phần thịt gà này nữa, phải hơi ngọt ngọt mặn mặn thì nó mới ngon. Còn phần thịt gà này ông sẽ cắt ra nha cả nhà, nó rất là bự luôn. Cả nhà xem phần thịt gà ốc nướng nha cả nhà, ngon lắm luôn nha. Ốc nướng tiêu nha cả nhà, nhìn ra nó rất là thơm nữa. Ốc chiên chứ quên, nó nướng ốc chiên xong rồi cái ốc mới thoa một lớp đó, một lớp mật ong lên. Đặng chút xíu chanh vô. Ngon cực kỳ nữa. Ngon. Miếng thịt gà ngon cực kỳ đó nha. Ông mua hoàng thịt gà này không có xương nha. Là miếng chanh luôn ngon. Rất là vừa ăn luôn đó nè, hơi mặn mặn, cay cay, thơm xíu nữa, thơm mùi tiêu nữa. Con này là khô cái nhà, khô Mã Lai. Khô Mã Lai thì nó mặn hơn khô Việt Nam là nhiều lắm nha cả nhà. Mà cũng rất là ngon đấy nha. Nặn lên miếng chanh á, nặn lên miếng gà nó mới ngon cả nhà ơi. Cái này phần da gà nè cả nhà nhìn.
bằng thịt gà rất là thơm tiêu, rất là ngon luôn. Út rất là thích ăn cơm với cơm trắng nước khô á nha, ăn nó rất là ngon. Gió rất là mạnh luôn mà cái áo làm sao của Út nó phi nó bay lên luôn cả nhà nhìn nè. Út bắt máy quạt cái bà tới số 3 là thành ra nó phi thì sao nó bay lên. Thịt gà này ăn rất là ngon á, cả nhà mình nấu thử ăn á cả nhà. Nấu thì theo khẩu vị của Út thôi cả nhà, nếu mà thật sự là người Mã Lai nấu á thì người ta nấu cái mùi vị nó khác hơn cả nhà. Út cũng rất là thích ăn cơm của người Mã nấu, rất là ngon. Phần thịt gà ăn hết rồi cả nhà, bây giờ nó hơi mặn chút xíu, ăn với cơm đó thì nó ngon. Ăn hết cơm mặn á bị úp muối tiêu, úp muối tiêu á cả nhà, thành ra nó mặn mặn. Út cũng xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Út nha. Nếu thích video nhớ bấm đăng ký like và chia sẻ ủng hộ kênh Út nha cả nhà. À, hẹn gặp cả nhà video lần sau nha. À, bye bye cả nhà.